Tại hội nghị tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 3 tại Kiên Giang, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đã có phát biểu về thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đối với phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tại Đồng Tháp. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, việc hoàn thành 100% kết quả phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Raven giải quyết được vấn đề liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ quốc gia giữa hai nước, góp phần tạo mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, đúng như tinh thần mà hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Ngoài ra, việc hoàn thành 100% kết quả phân giới cấm mốc đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, giao lưu giữa nhân dân khu vực biên giới hai tỉnh, và công tác phối hợp kiểm soát giữa các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Reven dọc biên giới được thuận lợi và dễ dàng hơn. Nâng tầm phụ nữ đất sen hồng để thực hiện điều này, tại buổi gặp mặt vào chiều nay ngày 4 tháng 3, Thường trực tỉnh ủy đề nghị cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp mang dấu ấn đậm nét của người phụ nữ đồng tháp. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh thời gian qua, tiếp nối truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam. Các chị em phụ nữ đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Bí thư tỉnh ủy kỳ vọng trong thời gian tới, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp không chỉ đóng góp cho sự phát triển của riêng giới nữ mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh. Buổi gặp mặt diễn ra nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đây, cán bộ hội cấp tỉnh, cấp quyền được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, bày tỏ tâm tư, tình cảm, những thuận lợi khó khăn trong quá trình công tác với lãnh đạo tỉnh. Đồng Tháp chuẩn bị tổ chức diễn đàn sản phẩm ô cớp và lễ hội xoài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì cuộc họp với Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương vào sáng nay ngày 4 tháng 3 để bàn về kế hoạch tổ chức sự kiện này. Dự kiến diễn đàn sản phẩm ô cớp Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với chủ đề liên kết cùng phát triển sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp với trên 350 gian hàng. Bên cạnh không gian trưng bày sản phẩm ô cấp, còn có không gian văn hóa và trình diễn văn nghệ, khu vực ẩm thực, gian hàng thương mại, sinh vật cảnh, biểu diễn nghệ thuật hàng đêm, dần dần. Đối với lễ hội xoài lần thứ nhất dự kiến tổ chức vào năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung tâm xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư khẩn trương tham mưu để ban hành kế hoạch trong tháng 3 này, có phân công nhiệm vụ cụ thể từng sở ngành địa phương, tính toán đến hiệu quả mang lại sau lễ hội. Ông Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, phối hợp chặt chẽ với địa phương, nông dân trồng xoài, về xây dựng vườn xoài kiểu mẫu, chuẩn quá quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng. Quỹ ban nhân dân tỉnh dự ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ban ngành tỉnh. Quỹ ban nhân dân cấp quyền, quỹ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021, 2025. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách đầy đủ, kịp thời. Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ năm 2021 trở về trước và còn hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2025. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ khuyến khích phát triển giáo dục Nguyễn Sinh Sắc nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ do bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh đảm nhận. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm làm phó chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.